Okay, so today net all khnie swa kom chit thmey mok kan channel moto steav. Chong srap nang dae ko yeung mien video thmey mok chai chun neak ne tosana tiet nang keu pek pon chmuoy nang ka leing moto song srang 2021. Nang ai doy tok khnie thlop tam nan video nyom vi mun nang khnie nang dang hai tha a song 2021 keu nyom pdot khlang te leu kam khmau nang ai srap puo khmau keu mue nang vi phlai sat men ten. Chong video ni keu nyom tveu ka bahan nang khnie pek pon chmuoy nang a song 2021 leu chmuoy nang kam 5 ai kong spor. Hai nok nia dang hai srap moto a song keu rieng roy chnam keu yeung mun chambai leing ai chon ko mue te leik close art dae keu yeung leik da kam pateh kong spor te mue te keu phlai sat dae da khnie mun chambai leing dol kam drak ai ko ban dae hai ba son je yeung leing dol kam drak keu yeung trou chnai chran piak pon chmuoy nang leing chmuoy nang bom chmuoy nang ai tiet pro ba son je yeung leing chmuoy nang kam drak sot ko ve mun sat dae chung srap ba nia dai kot mien thavaka doy chdang rue ko kot salang chmuoy nang kam drak khnyom som ni comment ta ba son je yeung ot mien luy chran dae yeung aich leing chmuoy nang kam pateh kong spor ko mue te sat dae da nia pro nia nia dang hai srap moto team keu yeung leing chmuoy nang kam pateh kong spor keu yeung mue te ve phlai sat hai srap po khmau yeung leing chmuoy nang kam khmau mue te rue te phlai ti da nia doy khoeng nang video ni chang hai ba son je yeung leing chmuoy nang kam pateh patai yeung dak chmuoy nang kong thom ko ve mon sơ che sat dae chang video ni keu khnyom ko hai nia pe pon chmuoy nang asok 2021 leing chmuoy nang kam 5 po khmau hai leing chmuoy nang kong spor tiet hai kong spor ni phai chi aich ta leing xe bầm cáo nâng này bà tâm cho mưa tờ lư ở xong bọ từng hôm này có bạn đã ở trong video nâng chẳng nếu này ai khơi nhá cứ mưa tức cứ play xa mình tên này ra tìm tôi và con cứ chia xong sử dụng năm people mà phải mùi chứ cứ bộ với cứ về nơi thông mây xa thầy cho mùi nâng cam và tiệm ấy có cứ thông mây hay giả bọ mấy tiền trong mưa tức cứ về lệch lâu khăn mình tên hay đời đọc hiện đừng chẳng cứ giả đáp tém với cứ nhóm giả lạnh mình tên giả đáp tém mà bộ tức mình mà chân nốt nâng hay sẽ đáp bộ tức này mà cho nên cứ viết sát cổ bộ đềm đóng cứ tiếng bộ khó hôm có mơ tới play sát bộ khó mang có mơ tới play sát đây sẽ đáp cho mỗi bộ xó thì cứ mơ tới cơ tập play sát tiết nó khỉa có thà sẽ đáp nhóm cứ nhóm sẽ lành cho mỗi nâng bộ xó và tại bởi xanh là nhóm tính cái nhóm ai tính cho bộ xó đây đó nên bộ tìm sát cứ viên bộ bạ luôn tích sẽ đáp bộ xó bộ viên ở sân mình là chi chân bộ khó mang đôi khỉa chân á chân bởi xanh thì nhóm tính cứ nhóm nâng tính cho bộ khó máu hay nhóm ai chẳng bởi xanh là nhóm sẽ lành bộ xó nhóm nâng bật sức tập can bộ xó là anh bộ xó anh chân á ngày để xa tay nhau đang ấy cứ mà tô po nâng cứ bộ bạn còn cả lộ trên hay lộ ở ai khát chờ này chứng và đây là po máu dương trong lộ bị na của bạn này chứng ngày hay bây giờ dương tinh po sinh sinh ai thà việc khát chờ tiền chứng ngày chứng video mình cứ nhâm vào hai nhạc này bẹp con cho mùi nâng à xong people mà phơi môi lên cho mùi nâng cam máu hay nhóm có mình cầm rung lên là can mà phơi môi po máu đây đó này và tay nhưng mà có những cái cam po so đấy là lâu nhóm chi son mà phơi po máu cam so chứng á đây bây giờ nhóm lên là can mà phơi môi cứ nhóm nâng là lên lên cho mùi nâng cam pram po khmau hay ខ្ញុំ អាច នឹង ដាក់ កង ស្ពត ដែរ ព្រោះ បើ សិន តែ យើង អាច ដាក់ កង ស្ពត ដែរ មើល ទៅ ក៏ វា មិន សូវ ជា ផ្លៃ ស្អាត ម៉ា ដែរ បងប្អូន គាត់ ថា នឹង វា ជា ចំណង ចំណូល ចិត្ត ខុស ខុស គ្នា អញ្ចឹង នឹង អញ្ចឹង វីដេអូ នេះ គឺ ខ្ញុំ ផ្ដោត ខ្លាំង ទៅ លើ អាសង 2021 ពណ៌ ខ្មៅ លេខ ជាមួយ នឹង កាម 5 ពណ៌ ខ្មៅ ហើយ លេខ ជាមួយ នឹង កង ស្ពត ឲ្យ បងប្អូន ឃើញ ក្នុង រូប នេះ អញ្ចឹង គឺ មើល ទៅ ផ្លៃ ស្អាត មែន ទែន ហើយដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់នេះគឺជាម៉ូតូស៊ីមទៀតវាអត់មានជាម៉ូតូឡើងតែមអញ្ចឹងណាមួយដៃជើងរបស់វាក៏នៅថ្មីស្អាតពេលយើងលេងជាមួយនឹងកាម5ពកម៉ៅហើយដាក់កង់ស្ពอร์អញ្ចឹងទៀតមើលទៅគឺប្លែកស្អាតមែនតែនហ្នឹងហើយហើយបើស្អាយើងលេងជាមួយនឹងកាមត្រាក់យើងត្រូវលេងច្រើនអ្នកគ្នាព្រោះអ្នកគ្នាដឹងហើយបើស្អាយើងលេងតែកាមត្រាក់យើងដូរតែកាមក៏វាមិនសូវជាស្អាតដែរគឺយើងត្រូវដូរជាមួយនឹងគ្រឿងមានច្រើនព្រោះចឹងគឺដូរស៊ីម៉ាំងដូរបូមដូរអីច្រើនទៀតណាបាំងច្បាក់អីទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគន់ធ្វើបង្ហាញឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងសិនទេហើយក៏អរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនា complete ជា subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ